Kính chào quý vị. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn quý vị lập chứng từ ghi sổ cho các chứng từ cùng loại. Quý vị thực hiện trên phần mềm như sau. Vào menu nghiệp vụ, chọn tổng hợp, chọn chứng từ ghi sổ, thực hiện khai báo các thông tin, nhập diễn giải cho chứng từ ghi sổ để quản lý chứng từ ghi sổ được dễ dàng trên danh sách, nhập ngày chứng từ. Ngày chứng từ là ngày hiển thị trên chứng từ ghi sổ. Số chứng từ là số chứng từ ghi sổ. Phần mềm thường tự động hiển thị số liên tục theo như quý vị đã thiết lập sẵn trong hệ thống tùy chọn. Thực hiện chọn chứng từ cùng loại để lập chứng từ ghi sổ bằng cách nhấn chọn, chọn chứng từ. Chọn loại chứng từ cần lập. Ví dụ tôi chọn lập phiếu chi. Quý vị có thể tìm nhanh phiếu chi ngay tại đây. Thiết lập khoảng thời gian để lấy chứng từ. Nhấn lấy dữ liệu. Tại đây, phần mềm cho phép quý vị lọc nhanh các thông tin để dễ dàng chọn các chứng từ lập bằng cách gõ vào dòng trắng dưới tiêu đề cột để lọc. Ví dụ, tôi lọc theo ngày chứng từ. Ví dụ, tôi chọn ngày chứng từ là 21 tháng 1, 2015. Tích chọn các dòng phát sinh trên chứng từ cùng loại để lập chung trên một chứng từ ghi sổ. Nhấn đồng ý. Phần mềm sẽ tự động lấy các chứng từ vừa chọn ra chứng từ ghi sổ. Quý vị nhấn cất. Sau khi chứng từ ghi sổ được cất giữ, quý vị có thể in được các mẫu chứng từ ghi sổ liên quan bằng cách nhấn chọn chức năng in. Chọn mẫu chứng từ ghi sổ cần in. Kiểm tra lại mẫu chứng từ, sau đó nhấn chọn biểu tượng in. Quý vị lưu ý, nếu chứng từ nào mà quý vị đã chọn lập trong chứng từ ghi sổ rồi thì lần sau lập chứng từ ghi sổ sẽ không hiển thị trong danh sách để quý vị chọn lại nữa. Trên đây, tôi đã hướng dẫn quý vị lập chứng từ ghi sổ. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và chúc quý vị thực hiện thành công.